Ngày 15 tháng 8, chính sách visa mới của Việt Nam có hiệu lực. Theo đó, thời hạn thị thực điện tử, e-visa, sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày với số lần nhập xuất cảnh không giới hạn. Công dân của nước Việt Nam đơn phương miễn thị thực được tăng thời gian tạm trú từ 15 lên 45 ngày và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Du lịch Việt Circle, đồng thời là chuyên gia về chiến lược phát triển du lịch, đánh giá cao động thái nới visa của Việt Nam. Trong quá khứ, chính sách visa của Việt Nam gây cản trở khá nhiều đến trải nghiệm của du khách quốc tế do thời gian lưu trú ngắn, không thể ra vào nhiều lần. Tuy nhiên, chính sách visa không phải cây đũa thần. Chính sách mới sẽ có tác động tốt, nhưng không phải tức thì trong năm nay, ông Huê nói. Chuyên gia này cho biết Việt Nam cần sớm cải thiện công tác tiếp thị điểm đến tại nước ngoài. Ở tầm vĩ mô, Việt Nam, Lào, Campuchia và có thể cả Thái Lan nên ngồi lại để đưa ra các thỏa thuận visa chung. Theo đó, khách xin được visa một nước có thể đi hết các nước còn lại, tạo ra trải nghiệm 4 quốc gia, một điểm đến. Năm 2020, TCEP, Cục Triển lãm và Hội nghị Thái Lan, từng đề cập đến việc tổ chức, tiếp thị các sự kiện chung giữa 4 nước. Dù có nhiều triển vọng, dự định này vẫn chưa đi đến đâu. Đại diện nhiều đơn vị lữ hành cũng chung quan điểm chính sách visa không phải cây đũa thần vì việc thu hút khách quốc tế còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như sản phẩm, chính sách tiếp thị. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Việt Travel, nói Việt Nam cần áp dụng nhiều cách tiếp cận để xúc tiến tiếp thị thị trường và phổ biến các chính sách thị thực linh hoạt hơn. Một số hoạt động chính cần xem xét là tăng cường nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số, tận dụng nền tảng truyền thông xã hội, cộng tác với những người có ảnh hưởng và blogger du lịch, tham gia hội chợ và triển lãm du lịch quốc tế, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác với các công ty du lịch và hàng không. Các chiến dịch cần làm nổi bật các điểm tham quan và trải nghiệm độc đáo, mới lạ Việt Nam mang lại, khác biệt so với các quốc gia trong khu vực. Dù nới visa, các con số tăng trưởng có thể không quá ấn tượng ngay trong năm nay vì khách nước ngoài, đặc biệt là nhóm châu Âu, Mỹ, thường đặt tour du lịch trước 6 tháng đến 1 năm. Chính sách visa mới được áp dụng từ 15 tháng 8 nên chưa thể đem đến hiệu quả tức thì. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Quốc tế Benthanh Tourist, nói công ty đã gửi thông báo đến một số đối tác tại các thị trường quan trọng như Romania, Hà Lan, Đức, Pháp, Mỹ để thông báo về chính sách visa mới của Việt Nam. Các bên đều rất hào hứng trước thông tin tốt này. Tuy nhiên, công ty hiện vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ cơ quan chức năng về chính sách visa mới như quốc gia nào sẽ được áp dụng nâng thời hạn visa điện tử lên 90 ngày, quốc gia nào được nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày, lộ trình áp dụng chính sách visa mới sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ sau khi có được văn bản hướng dẫn chi tiết, công ty mới có thể phối hợp cùng các đối tác để thiết kế chương trình du lịch mới, làm mới sản phẩm và tiến hành các hoạt động quảng bá, tiếp thị tới du khách, ông Sơn nói. Tuy nới visa là chưa đủ, đa số doanh nghiệp lữ hành đều đặt nhiều kỳ vọng vào sự tăng trưởng của du khách trong tương lai.